Xót xa hoàn cảnh cô gái 20 tuổi 11kg gần như bất lực trước cuộc đời. Tròn 20 tuổi nhưng cô gái Đinh Thị Huyền, huyện Sơn La, tỉnh Quảng Ngãi chỉ cao 80cm, nặng 11kg, nhỏ hơn nhiều so với trẻ học mầm non. Tháng 2, 1996, bà Đinh Thị Ngâm, ngụ xã Sơn Nham, huyện vùng cao Sơn Hà, sinh con gái đầu lòng đặt tên là Đinh Thị Huyền. Lúc chào đời, con gái tôi cũng khóc oa oa, sức khỏe bình thường như những đứa trẻ khác. Nhưng một tháng sau thì bé lên cơn sốt phải nằm viện điều trị. Từ ngày xuất viện đến nay, không hiểu sao, con gái tôi không lớn nổi nên dân làng thường gọi là bé tí hon. Anh Đinh Éo, cha của bé Huyền cho biết, ông Đinh Văn Bay, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Nham, xác nhận nhiều lần địa phương mời các đoàn y bác sĩ về thôn xã thăm khám, cấp phát thuốc, nhiều loại vitamin, bồi dưỡng cơ thể cho Huyền. Tới 20 tuổi, nhưng cô gái này vẫn chỉ cao 80cm, nặng khoảng 11kg. 8 tuổi, em mới được vào học lớp 1 ở trường tiểu học Sà Nai. Thầy giáo Mai Hồng Hà, hiệu trưởng trường tiểu học, cho hay dù vào lớp 1 muộn 2 năm so với độ tuổi, nhưng Huyền viết, đọc bài tốt, năm nào cũng đạt chuẩn kiến thức lên lớp. Học xong lớp 9, nữ sinh này đủ điểm vào tốt nghiệp trung học cơ sở, đảm bảo điều kiện lên học bậc trung học phổ thông. Theo thầy giáo Hà, suốt ngày cha mẹ phải đi làm rẫy thuê, Huyền không biết đi xe đạp, không đủ sức đi bộ đến trường, cách nhà hơn 6km nên đành nghỉ học từ 4 năm qua. Em vẫn muốn đi học nữa nhưng do trường xa nhà quá, không đủ sức đi bộ, vượt đèo, lên dốc để lên lớp. Huyền rất buồn bã. Cô bé tí hon chỉ cao đến vai của em trai Út Đinh Văn Phong, học sinh lớp 2 trường tiểu học Sà Nay. Vợ chồng ông Đinh Éo có 4 người con, Huyền là con gái đầu. Con trai thứ 2, 3 tháng tuổi mất vì bệnh sốt co giật. Con trai thứ 3 là Đinh Minh Phúc, học lớp 6, trường tiểu học và trung học cơ sở Sơn Nham. Cơ thể thấp còi, hàng ngày cô bé không phụ giúp gì được cho gia đình, chủ yếu chơi trò chơi cùng những đứa trẻ trong làng. Huyền chỉ đứng đến vai những đứa bé học lớp 1, lớp 2 trong làng. Cô gái chỉ ăn 2 bữa trưa và tối hàng ngày, mỗi bữa ăn nửa chén cơm. Mẹ vắng nhà, lặn lội lên Tây Nguyên hái cà phê thuê. Những lúc buồn, cô gái trò chuyện vui đùa cùng các em trai và chú mèo. Số phận bất hạnh của Huyền, tháng 2, 2015, tích góp tiền làm thuê, vợ chồng anh Éo tổ chức sinh nhật tròn 19 tuổi, hy vọng mang lại niềm vui, xoa dịu bớt nỗi buồn của con gái đầu lòng. Tiêu chuẩn tăng trưởng mới của Tổ chức Y tế Thế giới, bé gái 5 tuổi học mầm non đạt trung bình khoảng 18kg, cao hơn 109cm. Trong khi đó, Đinh Thị Huyền, 20 tuổi, ngụ xã Sơn Nham, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, có tuổi đời gấp 4 lần bé gái 5 tuổi nhưng chỉ cao 80cm, nặng khoảng 11,5kg. Các chuyên gia y tế nhận định nhiều khả năng Huyền sinh ra bị rối loạn nội tiết, thiếu nội tiết tố tăng trưởng, suy tuyến giáp trạng bẩm sinh dẫn đến quá trình thấp còi. Dấu hiệu thiếu hóc môn tăng trưởng khiến trẻ phát triển chiều cao ít hơn 4cm mỗi năm. Từ lúc 2 tuổi đến giai đoạn dậy thì, với bệnh này, trẻ cần được phát triển sớm và điều trị kịp thời trước tuổi dậy thì mới có thể mang lại hiệu quả.